tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, nhân dịp xuân Quý Mão cuối giờ chiều nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chúc Tết các đồng chí cán bộ hưu trí cao cấp. Đến dự và chúc mừng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã thông tin đến các đồng chí cán bộ hưu trí cao cấp những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, cũng như những thành tựu trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2022. Đặc biệt nhấn mạnh trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, thành phố vẫn nỗ lực đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Các đồng chí cán bộ hưu trí cao cấp vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà thành phố đã đạt được trong năm qua, đồng thời kỳ vọng lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đồng thuận, đưa Đà Nẵng ngày càng vươn xa hơn nữa. Nhân dịp xuân Quý Mão, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến các đồng chí hưu trí cao cấp, mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp thêm nhiều ý kiến, hiến kế, đồng hành cùng Đảng bộ chính quyền thành phố trong triển khai các chủ trương, chính sách, mục tiêu phát triển. Đồng thời khẳng định Đảng bộ thành phố sẽ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đưa thành phố ngày càng phồn thịnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.